Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Nghe một cái thông tin rất là nóng muốn chuyển tới cho cô chú anh chị và các bạn. Đúng là không hiểu tại sao đến hôm nay lại ra cái nông nỗi này á. Ở đường kia thì có một chị không biết là fan của Hàn Ni hay là fan của cô Hằng đây. Và cứ nãy giờ cứ đi lại lại mãi, làm cho em cũng khá là lo lắng nha mọi người. Đấy, cũng đang quay phim mình luôn. Đấy. Cho nên là mình cũng xem có phải, không biết là phải không á. Thôi cứ cập nhật những cái thông tin nóng đến với mọi người đó. Còn fan của Hàn Ni hay là fan cũng không phải của Hàn Ni thì kệ sang một bên nhá. Có lẽ là Trần Văn Sĩ cũng đến ngày hôm nay thì cũng không thể tưởng tượng được là mình lại vướng vào cái cảnh tù tội như thế này, đúng không? Nhưng mà khi mà trong phiên tòa đang diễn ra xét xử bị cáo Trần Văn Sĩ và Hàn Ni á, thì mình thấy được một cái thông tin khá nóng như thế này nha mọi người. Đó là báo Tiền Phong vừa mới đưa tin. Đấy. Bị cáo Trần Văn Sĩ được ngồi nghe công bố cáo trạng vì lý do sức khỏe. Đấy. Đó thì không biết là sao nha mọi người. Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng chủ tọa phiên tòa quyết định cho bị cáo Trần Văn Sĩ được ngồi nghe công bố cáo trạng tại phòng xử án vì lý do sức khỏe. Mình thì mình nghĩ như thế này này. Đấy. Những cái lúc mà lên phân tích, lên xúc phạm, lên bôi nhọ người ta thì không nghĩ đến cái ngày này đâu. Đấy. Không nghĩ là khi bị tạm giam, bị bắt thì sẽ phải nhận cái hậu quả nó như thế nào. Và cái sức khỏe của mình thì không bao giờ quan tâm. Nhưng những cái người mà Trần Văn Sĩ và Hàn Ni cho rằng là xúc phạm, cần phải loại khỏi xã hội như bà Nguyễn Phương Hằng thì chị ấy bây giờ đã ổn định sức khỏe, ổn định tâm lý. Đấy. Và người ta thì lại đang được cái sự quan tâm của chồng con. Đấy, cái sự ủng hộ tinh thần của phía gia đình. Thế còn ông Trần Văn Sĩ và Hàn Ni thì tôi thấy nó có một cái đặc điểm như thế này này. Hai người này có gia đình mà cũng như không. Đấy. Bà Hàn Ni thì không chồng không con. Bây giờ cũng không biết là giới tính của bà là gì đây, gì đây. Còn ông Trần Văn Sĩ thì từ trước đến giờ có rất nhiều cái thông tin người ta nói rằng là ông ấy bỏ vợ bỏ con hoặc là bồ bịch lung tung. Tôi không hiểu lắm, nhưng mà đến ngày hôm nay thì toàn nhiên thì mình thấy là khi mà dẫn giải đến á thì mình thấy hình như là có người nhà của nhà báo Hàn Ni thôi, còn người nhà của Trần Văn Sĩ hình như là không thấy đến. Đấy. Chỉ được tiếp tục cái tờ báo này nha mọi người. Khoảng hơn 8 giờ 30 sáng nay, mùng 1 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư, và Trần Văn Sĩ luật sư cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân. Được bắt đầu là bị cáo đầu tiên được ngồi được hội đồng xét xử thẩm tra tư pháp. Bị cáo Trần Văn Sĩ khai. Tâm đi. Trần Văn Sĩ khai như cáo trạng nêu. Tiếp đó, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng xác nhận lý lịch tư pháp trước hội đồng xét xử. Vừa rồi là Thanh Nguyên nha mọi người. Cho xe vào trong á Thanh Nguyên. Chủ tọa phiên tòa thẩm phán Ngô Ngọc Thắng cho biết, thư ký phiên tòa báo cáo rằng ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, đại diện quỹ từ thiện hàng hữu tỉnh Bình Dương, đại diện công ty cổ phần Đại Nam là những người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, có đơn xin vắng mặt và thực tế đã vắng mặt về trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng theo hội đồng xét xử. Ngoài việc triệu tập bà Hằng, hội đồng xét xử cũng triệu tập luật sư Hồ Nguyên Lễ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi cho bà Hằng, và ông Lễ cũng có đơn xin vắng mặt và thực tế cũng đã vắng mặt. Đến gần 9 giờ sáng sau khi hỏi những người liên quan tại phiên tòa, không ai có ý kiến gì về việc hoãn tòa hay kiến nghị gì thêm. Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa với phần đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Thẩm phán chủ tọa Ngô Ngọc Thắng quyết định cho bị cáo Trần Văn Sĩ được ngồi nghe cáo trạng tại phòng xử án vì lý do sức khỏe. Đấy. Bây giờ thì bác sĩ nhà ta thì yếu rồi nha cô chú anh chị các bạn, yếu rồi. Đấy. Theo cáo trạng công bố tại tòa hôm nay cho biết, từ tháng 9 2021 đến tháng 2 2022,
Ông Trần Văn Sĩ sử dụng các tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ, còn bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube là Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát sóng trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức quy định trái pháp luật, trái quy định của pháp luật điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn ông Trần Văn Sĩ đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công ty Đại Nam. Hai bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đưa nội dung bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân bà Hằng ông Dũng, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Đấy, đây là cái cáo trạng người ta cũng đã thể hiện rất là rõ nha cô chú anh chị và bạn. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rồi đó, cáo trạng truy tố như thế này thì không thể chối vào đâu được. Và đặc biệt là mình nghĩ là Trần Văn Sĩ và Hàn Ni đến thời điểm hiện tại không còn cách nào khác, đó là chỉ có cách là cúi đầu và nhận tội thôi. Đó, thì để xem là các luật sư sẽ bào chữa như thế nào, bào chữa ra làm sao. Nhưng mình nghĩ ở đây là rất khó có khả năng thoát đi khỏi cái tội danh của mình, theo mọi người rất khó có khả năng thoát khỏi cái tội danh trong cáo trạng truy tố. Mà như tôi đã nói đó, mà mình làm gì thì làm, mình cũng phải chừa đường lùi cho mình đó, chừa đường lùi cho bản thân. Nhưng mà những người này thì tôi thấy là chả chừa đường lùi cho mình mà cũng chẳng chừa đường lùi cho ai cả. Họ cứ nghĩ rằng là họ nói như vậy là tất cả mọi người sẽ phải nghe đó. Tất cả mọi người sẽ phải nghe, tất cả mọi người sẽ phải lắng nghe họ. Làm gì có cái câu chuyện đó. Thế những cái việc bà Hằng bà làm, bà có cần phải công bố với ai không, công khai với ai không? Hầu như là không nhá. Sáng không thể lên đó, bây giờ thì ngồi trong đó. Đây là mọi người nhìn trực tiếp nha, bởi vì hôm nay là tòa để ở cái hành lang kia này, ở sau cái cột điện ở hành lang đó mọi người. Đó, rất là rõ ràng á. Đến giờ thì ăn năn hối cải thì cũng không được nữa rồi, và đâm lao thì phải theo lao, phải chấp nhận cái phán quyết của cơ quan chức năng, cái tội danh của mình thôi. Chứ có 10 luật sư hay 100 luật sư đi chăng nữa thì có bào chữa thế nào đi chăng nữa thì cũng ở trong cái khung đó, cái khoản đó và cái điều đó thôi. Đó, cũng không thể hơn được cô chú chị không ạ. Có muốn bào chữa, có muốn giúp đỡ thì cũng không thể để thoát được cái tội 331 được. Đây là cái điều mà pháp luật nó có quy định rất là rõ ràng. Tất nhiên là rất nhiều người tranh cãi về cái vấn đề 331, nhưng đã xét xử chị Hằng rồi thì mình nghĩ là Trần Văn Sĩ và Hàn Ni thì cũng phải theo cái khung hình phạt đó thôi. Dù họ có được giảm nhẹ hay không thì mình vẫn nghĩ là ở cái khoản mà không ăn năn hối cải, ngoan cố thì sẽ lại càng bị tăng nặng cái hình phạt nha. Và mình thấy là tăng nặng đối với ông Trần Văn Sĩ là tăng nặng, có tình tiết tăng nặng rất là rõ ràng nhé. Hai người này đều có tình tiết giảm nhẹ nhưng đều có tình tiết tăng nặng. Thực ra thì trong phiên tòa mình nghĩ là nó diễn ra thì nó cũng không khác hơn là bao nhiêu cả đâu. Nhưng mà hôm nay có cái sự vắng mặt của chú Dũng cũng như là chị Hằng thì phiên tòa vẫn là diễn ra một cách bình thường, thì mình nghĩ là trong ngày hôm nay nó sẽ kết thúc thôi. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì vấn đề sức khỏe của luật sư Trần Văn Sĩ thì cũng rất là đáng lo ngại. Đấy, để xem là chú Sĩ là có qua khỏi cái phiên tòa này không nha mọi người. Nói vui vậy thôi, mình cũng mong là bản thân luật sư Trần Văn Sĩ giữ được cái sức khỏe để còn trả án nữa trong những cái ngày tháng sau này nữa. Thế là cuối cùng là tiêu tan sự nghiệp, tất cả sự nghiệp của luật sư Trần Văn Sĩ đã tiêu và tan luôn nhá, tan theo mây khói. Xin được chúc mừng chú Sĩ. Hôm nay thì thật sự là tôi lên đây cũng chẳng biết nói gì cả. Đến thời điểm hiện tại thì cứ cập nhật những cái thông tin này cho cô chú anh chị và các bạn đi đã. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video sau nữa. Đấy, đây là toàn cảnh, có rất nhiều anh chị em đã đến đây nha mọi người. Đấy, cũng nói là không đông thì cũng không phải đâu, nói chung là cũng có nhiều anh chị em họ đưa tin về cái vụ này, báo đài rồi
cơ quan chức năng nữa. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe.